Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà trải lòng về áp lực trước thành tích của đàn chị Lương Thị Linh tại Miss World. Mới đây, bảng xếp hạng Mixology đã đưa ra bảng dự đoán top 10 Miss World 2021, trong đó đại diện Việt Nam xếp vị trí thứ 10. Bảng xếp hạng này sẽ có sự thay đổi và liên tục được cập nhật đến khi cuộc thi chính thức diễn ra. Ngay sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2020 với vẻ đẹp ngọt ngào, Đỗ Thị Hà được nhiều người khen ngợi là phù hợp với Miss World. Trước đó, nhiều đại diện Việt Nam đã đạt thành tích cao tại Miss World như Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, giành giải Hoa hậu Nhân Ái, Hoa hậu Tiểu Vi lọt top 30 và top 5 Hoa hậu Nhân Ái. Đặc biệt, Hoa hậu Lương Thị Linh đã xuất sắc lọt top 12, thành tích cao nhất của người đẹp Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này mà không qua sự bình chọn của khán giả. Chính vì vậy, Đỗ Thị Hà càng nhận được sự kỳ vọng của công chúng khi sẽ là người tiếp theo đem chuông đi đánh xứ người. Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết cô là người suy nghĩ khá tích cực, nên những thành tích của đàn chị là áp lực không khiến cô quá lo lắng. Hà nghĩ có áp lực thì mới tạo nên động lực. Gần đây, Hà có được bạn bè gửi bài dự đoán lọt vào top 10 Miss World. Hà cũng khá vui vì được mọi người đánh giá cao. Đó là động lực để Hà cố gắng. Miss World vốn là đấu trường coi trọng dự án nhân ái, bởi vậy Đỗ Thị Hà sẽ cố gắng hết sức cho những dự án cộng đồng. Trong thời gian vừa rồi, Việt Nam có nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid cũng như bão lũ, nên Hà rất mong có thể giúp đỡ được mọi người. Hoa hậu Đỗ Thị Hà sở hữu chiều cao 1m75, sổ đo bao vòng lý tưởng. Bên cạnh đó, trình độ học vấn cũng như khả năng tiếng Anh lưu loát cũng là điểm cộng rất lớn của cô. Để đến với một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh, cô vẫn đang tiếp tục trau dồi thêm các kỹ năng trình diễn cũng như khả năng ứng xử để phát huy thế mạnh của bản thân. Hiện tại, Đỗ Thị Hà đã bắt đầu diện các thiết kế giúp tôn vóc dáng sexy. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh mặc đầm cúp ngực, khoe vai thanh mảnh. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn nhận được nhiều lời khen với hình ảnh chỉnh chu, lựa chọn các mẫu váy ôm sát, xẻ cao, khoe chân hoặc để lộ lưng, lộ vai, quyến rũ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.